chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. One Piece chương 1012 đã ra mắt spoiler từ tuần trước, tuy nhiên hôm qua thì mới ra mắt tiếng Việt nên chúng ta cũng đã có được toàn bộ thông tin về chương mới nhất. Đây là một chương khá hay khi cho thấy nỗ lực vượt lên số phận của nhóm Cửu Hồng Bao sau khi được hồi sức từ trận chiến với Kaido, cho đến tình cảm đồng đội giữa Sanji và Zoro mặc dù cãi nhau như chó với mèo, nhưng lúc hoạn nạn mới biết ai là người anh em. Đồng thời chúng ta cũng được chứng kiến sự dũng cảm cũng như đánh đá của Miêu Tặc Nami khi đối thủ dám động vào bạn bè của cô. Bây giờ cùng mình review cũng như phân tích chi tiết của chương này nhé. Nhóm Cửu Hồng Bao. Nhóm này đang ở khu vực tầng 3 và họ đang chạy đi trợ giúp cho Momonosuke. Trên đường đi chúng ta thấy một số tương tác giữa Izo và Kiku. Chúng ta được cho biết rằng thông tin về tình trạng cánh tay trái của Kiku sau khi bị đao gió của Kaido chém đứt trong trận chiến trên sân thượng thì hiện tại Kiku cụt tay, và sau khi được Kinemon cầm máu bằng băng lửa thì tiếp tục chiến đấu được. Hiện giờ trận chiến trở thành cuộc chiến tổng lực một mất một còn, mọi nơi trong lâu đài đều đang diễn ra cuộc chiến quan trọng. Vì vậy, Cửu Hồng Bao bắt đầu đưa ra kế hoạch để hành động. Kinemon sẽ đi tìm chúa công Momo và bảo vệ ngài, trong khi những người khác thì đi hỗ trợ lực lượng phe liên minh. Kiku xin Kinemon được đi theo và cho phép được giết Kanjuro để chuộc lỗi lầm trước kia khi để thoát tên xảo trá này, dẫn đến việc Asura Doji về Obon cứu mọi người. Trong khi đó, Nekomamushi gặp được Sicilian, ông ta kể về sự hy sinh của Pedro để cứu Ruffy và mọi người trên lãnh địa của Big Mom cho chúa tể Nekomamushi. Pedro Sparrow là kẻ đã gây ra cái chết cho Pedro cũng đã được tiết lộ đang ở trên đảo này, và Carrot cùng Wanda nổi giận truy đuổi hắn. Điều này khiến cho Neko cực kỳ căm tức và đi tìm Pedro Sparrow để tính sổ. Vậy là chúng ta có thể nhận ra rằng Pedro Sparrow hiện đang ở sân khấu nhắm vào Marco, nên bây giờ Nekomamushi sẽ là người trợ giúp cho Marco trong trận chiến này. Yamato, Momonosuke và Shinobu. Hiện tại ở tất cả đường đi bên trong lâu đài đều có các camera chạy bằng cơm do Bao Hoang vận hành, khiến cho hành tung của tất cả liên minh đều bị giám sát chặt chẽ. Vị trí của nhóm Yamato, Momo và Shinobu đi đến đâu đều bị lộ đến đấy, và King đã ra lệnh phải giết được Momo thì trận chiến sẽ kết thúc. Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là không phải áp đảo quân đội Bách Thú, mà mục tiêu bây giờ vừa phải chiến thắng Kaido, vừa phải bảo vệ an toàn cho chúa công Momo. Yamato là một con búp bê nhỏ đáng yêu giả Momonosuke, và cô ta sẽ dùng nó để đem theo mình làm mồi nhử. Nhưng Shinobu và Momo không phải là người ngu ngốc. Họ biết rằng cô ngứa tay ngứa chân khi một cuộc chiến đỉnh cao như vậy mà không được đánh đấm. Trước khi rời đi, Yamato hỏi Momo về tình hình của Ruffy, và Momo nói Ruffy vẫn còn sống và đang làm tốt mọi việc, nhưng trên đó chỉ còn hai giọng nói. Điều này Yamato nhận ra trận chiến trên nóc sân thượng đang trở thành trận chiến một chọi một, và Yamato cần phải tìm cách lên sân thượng nhanh nhất có thể. Yamato dường như ngừng ngáy muốn lên đối mặt với cha mình, giống như cách mà Kozuki Oden từng đối mặt với Kaido năm xưa. Mình rất nóng lòng chờ đợi cảnh tượng Yamato đối mặt với Kaido và thể hiện tất cả sức mạnh còn bí ẩn của mình. Khoảnh khắc chúng ta thấy Momo mở ra quyển nhật ký Oden. Vì vậy sắp tới chúng ta có lẽ sẽ biết thêm một số thông tin bí ẩn bên trong nhật ký của Oden. Mình không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng hy vọng chúng ta có thêm một chút thông tin về kho báu One Piece. Vsmoke Sanji. Mấy chương gần đây chúng ta thường đặt câu hỏi Sanji đang ở đâu, anh ta đang làm gì, anh ta đang tàng hình đi ngắm gái à, thì chương 1012 là một chương thú vị với sự kiện xảy ra giữa Sanji và Zoro. Cảnh tượng Sanji hiện ra trong tầng 2, chiến đấu với binh lính của băng bách thú rất nhiệt tình, tay thì vác theo một cây thập giá băng bó khổng lồ, hóa ra chính là Zoro. Chúng ta có một đoạn hồi tưởng ở đây, sau khi Law cùng đưa mình, Zeus và Zoro xuống tầng 2 thì Sanji đón được mọi người. Law bàn giao lại cho Zoro cho đồng đội Sanji của cậu, đồng thời thông báo rằng Zoro gãy 20 đến 30 cái xương, cần đặt cậu ta nằm ngửa và dùng nẹp cố định lại để đảm bảo cậu ta còn tỉnh táo và vẫn thở. Sau khi bàn giao xong thì Law ngay lập tức rời đi tìm Big Mom để đảm bảo cho bà ta không làm loạn. Sanji mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không phải là bác sĩ, đồng thời không muốn dính vào việc bảo vệ Zoro, tuy nhiên mồm thì bảo không muốn dính vào nhưng tay thì lại hành động khác. Sanji đi kiếm một cái miếng gỗ lớn, đồng thời lấy băng y tế bọc kín Zoro lại để đảm bảo xương cốt cố định và Zoro có thời gian nghỉ ngơi trên cáng y tế tự chế. Cuộc đối thoại ngắn giữa Zoro và Sanji cho thấy Sanji khá không phục việc Zoro lên trên sân thượng để chiến đấu được với cả Kaido và Big Mom mà vẫn còn sống sót thoi thóp trở xuống, đồng thời lòng tin của Sanji về việc Luffy có sức mạnh mới để chiến thắng Kaido. Sanji đem theo Zoro gặp Kawamatsu và Izo, nói cho Sanji biết về việc Kinemon sẽ đích thân đi ứng cứu Momonosuke nên không ai cần đến đấy nữa đâu. Theo lời Zoro, bọn họ sẽ tới sân khấu. Bởi vì Zoro biết ở sân khấu, Marco đang phải chiến đấu với cả King và Queen, vì vậy việc bổ sung lực lượng ứng chiến là cần thiết. Chúng ta có thể thấy trận chiến giữa King và Kawamatsu cùng Izo và Queen sẽ chiến đấu với Sanji. Nami, Until và Big Mom. Trong chương 1011 thì Big Mom đã vã Big One đến nỗi sập cả sàn, và mặc dù sở hữu trái ác quỷ khủng long cổ đại, nhưng Big One có vẻ không thể hồi phục ngay lập tức và vẫn nằm sàn trong chap 1012. Until thì chúng ta đều biết cô ta rất yêu quý em trai mình, vì vậy kể cả có là tứ hoàng mà đánh em mình thì Until vẫn máu chó chơi hết. Tưởng như Big Mom và Until sẽ đánh nhau và nhóm Nami sẽ trở thành ngư ông đắc lợi, nhưng Until tấn công chú cẩu sư Kumachijo và tát Otama khiến cho Big Mom và Nami đều rất tức giận.
Nami tấn công Antil bằng một đòn tấn công bằng sấm sét từ cây gậy Klima của mình. Nhưng đây có vẻ là một đòn tấn công bất ngờ, nhưng không đủ uy lực để hạ gục được Antil, bởi vì trước đây Nami từng thử tấn công bằng sấm sét nhưng không hiệu quả vì dòng điện quá yếu và cần một luồng sét mạnh hơn. Trong chương này cũng có đoạn Zeus được dịch chuyển xuống tầng 2 và đang trên đường bỏ đi tìm mẹ của mình. Điều này cho thấy việc trong các chương sau, Zeus sẽ thấy Big Mom đang đứng cùng Nami và đây sẽ là cơ hội để Nami sử dụng Zeus để tấn công Antil. Big Mom cũng khá cay cú Antil vì đánh bằng hữu của bà ta, nên có lẽ Zeus tấn công Antil cũng sẽ có sự đồng ý của Big Mom, bởi vì Big Mom cũng nhất trí xử xong bọn bách thú thế sẽ xử tới bằng mũ rơm. Trên đây là toàn bộ phân tích của mình về chương 1012, khá nhiều chi tiết hay và thú vị. Bạn thấy tình đồng chí giữa Sanji và Zoro ra sao? Sức mạnh của Nami sẽ giúp cô ta chiến thắng Antil không? Thì hãy để lại ý kiến vào bình luận bên dưới nhé.